Tôi nghe nói anh có dự định giải nghệ có phải không? Thì dạo này tôi thấy làm cầu thủ cũng khó khăn lắm. Ngoài mặt thì lúc nào cũng phải cười vui với người đời, chứ mấy lúc buồn đi nhậu có một mình à. Còn vụ này nữa, mỗi lần khoác áo ra sân rồi ghi bàn, mấy thằng đồng đội cứ nhào tới bu vô, người mồ hôi mồ kê mà cứ bắt ôm, hôi nách chết bà luôn. Người ta cứ nghĩ làm cầu thủ thì sướng, ở nhà sang nè, rồi đi xe đẹp, rồi còn có mấy con ghế đẹp. Coi vậy chứ làm yếu gì có tiền mướn ô xin dọn dẹp với đổ xăng, chơi mấy con ghế cũng không có bo. Trước giờ anh chưa bao giờ bo luôn hả? Nhiều khi còn được thối tiền lại nữa. Vậy cầu thủ và trai bao khác gì nhau? Trai bao thì gái sồn sồn cũng quất, còn cầu thủ thì chỉ ngủ với gái đẹp mà thôi. Nó giống gì nè? Trai bao cũng giống như là chi phèo vậy. Bị bà vụ chơi xong rồi rồi bỏ. Còn làm cầu thủ á thì giống như là làm ông bụt vậy đó, cứ gái đẹp khóc là hiện lên thôi à. Mà như anh thấy là bây giờ trên Facebook ngày nào chẳng có gái đẹp khóc đâu phải không? Cứ thả tính một cái là tôi đớp hết. Nhưng mà coi vậy chứ cầu thủ thì không bằng mấy thằng huấn luyện viên đâu. Anh biết đó, không phải đá bóng mà chơi gái cũng phải có chiến thuật nữa. Đầu óc của mấy thằng chả điếm dữ dội lắm. Bữa thằng Zidane dẫn tụi tôi đi massage nè, vừa vô phòng thằng chả la liếm em nào đẹp nhất để cho Ronaldo. Tôi mà chọn nhỏ đó chắc mười mấy thằng kia sau này ra sân khỏi chuyện cho tôi luôn á. Cuối cùng là sao? Zidane hốt con nhỏ đó. Tại Zidane là thầy mà, thằng nào mà dám nói đâu. Vì vậy mà anh bỏ bóng đá phải không? Thiệt tình là tôi cũng đang cần tiền trả nợ. Nhiều khi thấy nể Zidane với mấy đứa mà tôi đi massage tôi toàn trả hết để lấy lòng không mà. Cho nên là anh cũng biết đó đâu dễ gì giành được quả bóng vàng với Messi đâu phải không? Phải đãi ăn nhậu với massage hết. Giờ thì xì lùng, muốn tranh thì thoải mái. Tôi bây giờ đã có con đường làm ăn riêng. Không phải vất vả mặc cái quần tà lón dí theo bóng rồi cho vào lưới, cũng không còn phải hú hét chỉ trỏ làm những cái trò mua vui. Kiếm cả tỷ mỗi ngày thì nhiều người cho là bán hàng đa cấp, nhưng thật ra W88.com. Vậy là anh giàu lên nhờ W88.com phải không? Rồi sau đó anh dùng tiền của mình vào những việc gì? Tôi giúp đỡ những người nghèo hơn mình như là Zidane. Bao đi massage tiếp. Có đúng vậy thật không đó? Cái thằng xạo vé nó bao còn bo tự lo mà. Nhưng dù gì đi nữa, thấy học trò cũng thành công tôi cũng vui mừng. Dù gì cũng có tuổi, ra sân đồng đội gánh tạ thấy thương lắm. Giờ cứ nên lên W88.com kiếm tiền là được rồi. Tôi hay khuyên mấy đứa cầu thủ hết đá nổi sắp giải nghệ thì lên W88.com, giống như tôi cũng kiếm tiền trên đó trước khi làm huấn luyện viên vậy. Nói chung là cũng rủng rỉnh tiền an hưởng tuổi già. Vậy tiền ông kiếm ra làm gì mà hết rồi? Tôi mua thuốc mọc thốc để trị hối. Nhưng thất bại.